Cái kết cho hai kẻ lười lao động đi giật đồ nhưng gặp vận đen vì mới ra nghề. Không chỉ có những tên cướp ma mảnh chuyên nghiệp mà đôi khi có những đối tượng yếu vào nghề, non kinh nghiệm và cái kết bị tóm ngay sau đó. Tình huống sau đây xảy ra tối ngày 5 tháng 4 năm 2023 tại trước một hiệu sách trên đường Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. Theo đoạn clip camera an ninh ghi lại, lúc này một cô gái đang dừng xe bên lề đường, sử dụng điện thoại. Thì ngay sau đó, hai nam thanh niên chạy xe máy áp sát, giật điện thoại bỏ chạy. Không ngờ do yếu tay lái nên hai tên bị rớt đài, ngã chỏng vèo sau đó. Nạn nhân ngay lập tức tri hô, cùng sự giúp sức của người dân xung quanh để tóm gọn hai kẻ cướp. Một cái kết khá đắng cho hai kẻ lười lao động. Đây cũng là bài học cảnh giác cho những người khác khi sử dụng điện thoại bên ngoài. Các bạn nghĩ sao về tình huống trên? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.